Hello, hello nha, welcome back my channel. Hello anh em, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube mình em đây. Ngày hôm nay Electro Dragon nó xuất hiện rồi. Và con này có một tính năng đặc biệt, nếu các bạn không biết thì cái tính năng của nó chính là nó phản lại đam chính bằng số lượng đam của các con chóp mà tấn công của nó. Vì vậy là chúng ta thấy là Hunter là một con phải nói là khi mà tấn công vào con Red Exo Dragon thì ngay lập tức nó chết luôn. Và ngày hôm nay chúng ta có một deck mới, còn mình nghĩ là deck con này cũng trở thành Win Collection trong tương lai thôi, trong tương lai gần thôi. Ok, player này Z4, anh ta mới ghép được 12 Win Collection, 12 Grand Challenge. Thì mình sẽ show cho các bạn xem cái deck matchup này. Mình sẽ chọn cho một vài cái matchup mà điển hình, đặc biệt là cái deck từ cái mùa vừa giải vừa rồi mà thấy là có cái deck Golem Double Fiend này. À không phải, thực ra là Double Fiend nhưng mà nó chuyển sang thành Dark Fiend với lại Electro Dragon này, Skeleton Dragon rồi. Thì cái này có đặc biệt là nó không bao to nhưng mà nó có dồn Ely và nó chơi rất là cục súc. Còn với cái deck mới này thì chúng ta thấy là thực ra cái deck chúng ta biết cái video của mình là làm trước khi mà có bản balance, nhưng mà mình thấy là Musketeer có giảm một chút thì nó ảnh hưởng là giảm cái tên bắn đầu tiên là nó trở về là 0.5, à từ 0.5 đến 0.8 nó hơi chậm một chút. Tuy nhiên thì mình thấy là nó cũng không ảnh hưởng nhiều đâu, không ảnh hưởng nhiều khi mà solo với các cái con bài thì các bạn thấy là tầm bắn xa của Musketeer cộng với lại tốc độ bắn của nó mất mạnh rồi. Đây là video mà mình làm trước khi mà có bản đã ba bản balance nhé. Ngày bản 3 lần sẽ được cập nhật vào ngày mai. Bây giờ thì mình thấy cái deck này cũng khá là ổn đấy. Tornado. Cool. Battle Healer cũng có một đặc điểm, một đặc tính năng mới, đó chính là có thể là đang đi qua sông. Đây là cái tính năng mà đã bị xóa ngay từ khi mà God hay là Battle Healer xuất hiện. Thực sự là đây là những con mà nó gọi là nó. Ví dụ Battle Healer là một con bay ở trên cao mà lại không thể đi qua sông, như Ghost là một con ma thì không thể đi qua sông, rất là buồn cười. Và đây là tính năng đã được mở trở lại rồi. Prior Ancient Giant đi lên Battle Healer làm support phía sau. Thực sự nếu mà hơn nữa các bạn biết được là cái tầm tầm ảnh hưởng của con cái Ancient Giant này nó là 2 ô, 2,5 ô, vì vậy là có những con nó sẽ không bị ảnh hưởng như kiểu là Infernal Tower, Infernal Dragon chẳng hạn. Nếu Infernal Dragon mà nó đứng cách xa, cái tầm của nó rộng hơn thì gần như là nó không bị chết bởi cái sự phản đam của con Electro Dragon này. Fireball. Cái deck này khá là thú vị. Mình thấy là có cái deck Giant Sparky mùa vừa rồi mình thấy cực kỳ mạnh. Cái điểm đặc điểm 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 yếu của cái deck Golem này đó chính là nó không spell to, như vậy là cũng rất khó để có thể ăn những cái deck mà có spell to vậy. Có spell damage với lại Battle Healer bơm máu là cực kỳ là tốt. Mùa sau thì Skeleton Dragon sẽ không còn xuất hiện nhiều nữa, bởi vì là cái tốc độ damage cũng như là speed damage của hai con Skeleton Dragon đã bị giảm xuống rồi. Replay. Ok, mình sẽ đến vào game thứ hai. Đây một cái deck mà phải nói là nó rất phổ biến đó là cái deck Warbreaker Miner Fireball. Cái deck này khá là khó chịu, nhưng khi mà các bạn chơi Hawk thôi luôn rồi. Electro Dragon là luôn là quân support phía sau, vì vậy là nó không bao giờ thả phía trước, nó chỉ đi sau tanh thôi. Trong cái trận này thì Electro Dragon đã đi cùng với lại bắn luôn một Fireball đẩy luôn cái con Musketeer phía bên kia, rất tốt. Heal Spirit nhảy lên. Mình nghĩ là cái deck này sau cái ngày mai thì có sự thay đổi khá nhiều đấy, bởi vì là Heal Spirit không còn được mạnh như hồi trước nữa.
Đây là một đòn chí mạng rồi, mình nghĩ là Hillsprit sẽ giảm lượng người sử dụng trong mùa tới. Hơn nữa là cái deck của Electro Giant này nó khá là nặng Ellie, vì vậy là các bạn đánh nó phải gọi từ từ, phải khi nào các bạn dồn control được game mà sau đấy là xài cổ giống kiểu là các bạn chơi Golem chẳng hạn ấy. Trong Golem thì cũng này cũng như vậy thôi, 8 Ellie và 9 Ellie nó xem kiểu nặng Ellie của này thì các bạn sẽ còn đánh kiểu facing hay kiểu chậm chậm từ từ, không phải facing đâu, sorry anh em. Thì nó mới đúng được cái tốc độ nó rất là chậm, từ từ thôi. Nhưng các bạn mà đánh cycle quen rồi bây giờ chuyển sang đánh những cái mà kiểu mà đánh gọi là beatdown ấy, thì nó gây hơi bị khác style. Battle Healer nằm đây. Woo! Trời ơi, quá tuyệt vời. Đừng quên là Electro Giant nó phản đam bằng đúng số đam mà các quân tấn công nó tác động vào con Electro Giant. Tuy nhiên thì cái deck Miner này cũng kỳ là khó chịu. Quốc Baker không thể đi trong tên này nữa. Ơi, Cho Giai xuất hiện luôn. Chờ, không đủ Ellie. Xuất hiện trong tên này không? Không cần thiết. Bởi vì Electro đã... nó gây ảnh hưởng. Mastery sẽ bắn bằng bắn nước ngay cầu. Chợt sáng là như vậy. Tuy nhiên thì đúng, con mini PK đẩy lên Miner Fireball không. Fireball không chết, đúng rồi. Anh đã tính lỗi Ellie, tính lỗ đàm. Holy shit, tính lỗi ạ. Thằng này rốt toán vãi. Ok, Miner Dragon đi. Rồi mình chỉ chọn những cái deck mà nó phổ biến ở meta thôi. Cái deck này thì mình cứ đang nghĩ đến Kamikex. Mình sẽ là người chơi mà Dragon Double Queen Miner rất nổi tiếng. Cái cách chơi của cái deck này đó chính là đầu tiên là nó cứ thủ quân thủ trước, mà khi mà nhân hai Ellie mà nó control được game thì nó sẽ đẩy Electro Giant và bánh theo cái beatdown. Đổi hướng luôn và có khi là đổi trụ. Tuy nhiên là một sự xuất support của Electro Giant Fireball Tornado luôn. Tornado đồ quá tuyệt vời. Các bạn đừng quên đó là cái lượng đam mà nó phản lại của con Giant, của con Electro Giant nó phản lại con Mega, đập chết con Mega luôn. Thực sự đây là một cái tính năng đặc biệt mà các bạn nên suy nghĩ rằng là con Electro Giant này nó có hợp lý với lại 8 AD không. Mình nghĩ là hợp lý đấy. Trong những cái con tanker cực kỳ nặng ký thì phải nói là Electro Giant là một thẻ bài đáng để quan tâm ở thời điểm hiện tại. Gần như lăn đường trụ rồi. Tiếp tục là Battle Healer đây lên, đẩy lên sẽ support phía sau, bởi vì là một Fireball và một giáp là không chết được con Battle Healer. Vậy nó support cho Electro Giant ở phía sau rất cực kỳ là hiệu quả luôn. Nhiều Spirit nhảy lên một tí. Mastery sẽ bắn vào con Ewig. Electro Giant vào trụ rồi. Cái lượng đam nó tác động lên cả con... đam tác động lên cả con Megam và con Dark Queen. Vì nhiều. Tuy nhiên thì các bạn thấy là cái lượng mọc trụ phía bên kia thì cần một cái Fireball thôi.
À, VC anh ta cần phải ăn được cái trụ bên phải này. Còn nếu mà anh ta chuyển hướng lên trụ trái thì sự anh ta sẽ thua. Mình với Vega sẽ đợi để phen con Dragon này. Một cái fireball cho con trụ phía bên trái. Nice tornado. Phải nói là một cực kỳ lộ tornado sẽ là một cái vũ khí lợi hại để có thể vấn lợi cho Dragon. Miner bây giờ là không đủ thời gian. 3 2 1 Good game. Golem này không phổ biến. Wave Jab hợp lý. Let's go. Blood Ride này, player này cũng chơi cũng được. Player nhập. Viên Flash Jab mùa trước cũng không cao. Các player chuyển sang chơi Musketeer, Goblin Cake, Skeleton Dragon với lại Wave Jab hơn là cái deck Flash Jab cũng thông thường này. Tuy nhiên thì mình vẫn chọn cái matchup này để show cho các bạn xem, bởi vì nó sẽ là một cái phần nào đấy để các bạn có một cái nhìn tổng quát hơn khi mà cái deck này nó sẽ đánh toàn diện với cái deck phổ biến ở cái hiện thời điểm hiện tại. Và nếu ngày mai nó sẽ thay đổi như thế nào thì mình sẽ có những video khác hơn. Không có một hit từ mini kìa. Bắt cho healer còn đầy máu luôn ạ. Mình nghĩ là tornado để kéo con Electro Giant như là không thể sao. Con này quá nặng mà 1 giây là gần như không đủ. Chặn được tank, đánh rất hay. Cách mà các player họ chặn web chat đó chính là họ phải chặn tank ngay tank hoặc là mini tank ở canh ở ngay cầu để cho tách ra cái trụ nó không bắn được vào tank, không bắn vào tank thì tự nhiên là trụ nó sẽ chuyển sang bắn defend web chat và cũng rất là hợp lý. Không vội vàng anh ta đẩy một con Electro Dragon thì rất sâu, không cần support bởi con Electro Dragon nữa. Bởi vì con baby này nó cũng rất một tí nó không chết thôi, nên là không cần phải bộ đấy. Trong tầm 2,5 ô thì Electro Dragon nó sẽ phản đại đam đập chóp và gây lên nó. Battle Healer vẫn còn đầy máu, Mini Pekka lao lên, con Nai xuất hiện, tuy nhiên Nai con sau này không hợp lý bởi vì Battle Healer must get the Lumber Jet, Mini Pekka. Mạnh thế gọi là mạnh. Ai sợ. Okay, mình sẽ đến một replay tiếp theo nữa. Lock Bay Rascal Lajas, Sparky Poison. Deck này không phổ biến cho lắm. Deck này không phổ biến cho lắm. Đây. Mega Knight Royal Hawks. Deck này cũng phải nói là thực sự quá khủng, quá khó chịu. Cái thời điểm mà Royal Giant và Royal Hawks lên ngôi, Goblin Tech là một lựa chọn hợp lý để làm building. Đặc biệt là Goblin Warrior đấm rất đau. Ngay từ ban đầu thả Electro Dragon. Mình nghĩ trong tên này anh ta đánh hơi vội. Pha xử lý hơi vội đến từ bọn hơi cục mà tốn rất nhiều ly, mất rất nhiều máu.
Thực sự ngay từ ban đầu anh Z4 này anh ta đánh lỗi Fireball cho một con Musketeer. Fireball cũng chết, con Musketeer còn một chút máu nữa. 3-0 cho tôi đây, hợp lý. Tornado sẽ hợp lý hơn là sử dụng thám một con chóp. Tornado fail. Có quá nhiều mistake ở trong thời điểm này. Anh ta cần phải ra, cần phải thả ngay một cái con Electro Giant ngay lập tức. Chọn một tên này. Tốt tốt. Mình cứ nghĩ là anh ta sẽ thả một con Extra Dragon nhưng mà anh ta lại chuyển sang thủ bằng này anh chưa kinh trao basically skill. Fireball cho tôi này là không lý bởi vì là Heal Spirit và Lord gần như là không chết. Bắt người lờ bơm máu cho Royal Giant, cho Giant quá nhiều, nó quá mạnh. Fireball goodbye Skeleton Barrel, Plasma Skeleton Dragon. Nhìn VK vẫn còn sống. Heal lờ trong tên này là không hợp lý một chút nào vì nó sẽ bị Combat Skitty đã đoán được. Godfall anh ta đánh hơi lỗi trong cái matchup này. Tornado. Lucas anh ta cần, nếu muốn thắng anh ta cần phải đặt đế để cút Royal Hawk nhìn nhanh hơn. Cho anh ta một cứ thế này cho anh ta sẽ thua. Royal Hawk Fireball nicer. Bơm lại đầy máu luôn. Mình nghĩ đây là cái tên phút cuối cùng rồi. Tornado. Đây là thời điểm Tornado bắt Tornado lên. Musketeer còn phun máu ạ. Lucas anh ta cần phải để Hawk. Để Red Hawk. Có Musketeer, có Mirifica rồi. Một Fireball và một Mirifica là hợp lý. Tiếp tục Electro. Thời điểm nhân 3 Ely. Bên Zappo đang có lợi thế hơn. Tornado. Fireball đã Fireball. Ok, thanks for watching. Cảm ơn anh em đã xem nha. Thanks for watching guys. Thank you so much.